Vâng, xin chào tất cả các bác. Đây là bộ tua bin gió của em, đây là hộp số. Đây là cái loại nhông lớn này, là đây là 69 răng này. 69 răng này. Đấy. Còn cái nhông nhỏ này á là nó vào 24 răng này. 24 răng. Từ cái này sẽ ăn khớp vào đây. Thì nếu như là 69 chia cho 24 thì được 2,82. Đấy, 2,82 tức là gần 1/3. Nên em chỉ cho cái mức độ nó chỉ như vậy thôi, chứ còn ấy quá thì gió yếu thì là nó, nếu mà 1/3, đúng 1/3 luôn đó, thì là nó sẽ không có quay được, nó khi gió nhẹ nó không quay được. Đấy, đây là cái hộp số, nguyên cái hộp số của nó. Đây là đo đạc tính toán này cũng rất phải là kỹ lưỡng này. Khi mình mua một tấm tấm sắt ở trong này nhé, về mình phải khoét cái lỗ, nó to bằng cái lỗ của cái động cơ, xong mình đút qua, xong mình khoan bốn cái lỗ ốc bắt động cơ nó vào, mà phải dùng ốc lục giác. Ốc lục giác đây. Ốc lục giác đây thì nó mới mới vặn được. Nên mà ốc mà cái loại như thế này này. Ốc mà cái loại như thế này thì con bù lông này, bù lông hoặc là gọi là bù long á. Còn như này thì đưa đưa cái cờ lê. Đưa cờ lê hoặc là khóa và vặn thì sẽ không không vặn được, nó vướng này. Không thể nào vặn được đâu, bởi vậy bắt buộc ta phải dùng lục giác, mà lục giác đấy, phải dùng lục giác này thì mới mới vặn được nhé. Nếu mà dùng lục giác khi mà đưa lên thì ta có thể là đưa vặn kiểu kiểu như thế này, đấy đưa vào vặn như thế này thì là mới được, không thì là sẽ không bao giờ được. Đó. Còn xuống phần này, đây, đây sẽ là bộ cổ góp. Bộ cổ góp và chỗ than quét để mà truyền điện. Truyền điện nói chung là từ đây, từ 3 dây này nhé. 3 dây này ta sẽ thiết kế 3 cái phích cắm, phích cắm vào 3 cái này ta sẽ hàn làm một phích cắm vào đây, thì khi mà nó quay thì nó quét thì nó sẽ không bị đứt dây này. Sở dĩ chúng ta làm 3 pha như thế này ấy, thì là nó sẽ rất nhiều cái thuận tiện. Ta chỉ cần mất một cái vòng đồng này nữa thôi, thêm một cái vòng đồng nữa thôi. Tốn công một lần làm thôi. Đấy, khi tốn công một lần làm. Chỉ tốn công một lần làm thôi. Mà nó có nhiều cái thuận tiện, với chẳng hạn sau này thì với hai cái thiết bị điện tử như chẳng hạn bộ điều khiển sạc hay là gì, mình sẽ có thể cho ở dưới đất. Cho ở dưới đất mình truyền dây xuống. Nếu mà các bác bảo là thiết kế một cái con diode chỉnh lưu ở trên này, đúng không? Xong rồi là mình sẽ dùng 2 dây âm dương để mà dùng hai cái cổ góp này thôi, thì cũng được, vẫn được chứ không phải không được, nhưng mà nó bất tiện. Với chẳng hạn diode chỉnh lưu mình gắn thẳng ở trên khung như thế này, vào một ngày đẹp trời nào đó, tự nó lăn đùng ra nó chết, thì lúc đó chúng ta lại phải leo lên trên để mà thay thế, nó rất là vất vả. Thật rằng nếu chúng ta nếu mà sử dụng như thế này ấy, thì nó có được thuận tiện ấy, là sẽ khi mà bị hư hỏng thay thế thì mình thay thế ở dưới rất là dễ dàng. Đây cái cổ góp này ấy, thì đây là dày cái vòng đồng này ấy, là dày 1 ly nhé anh em nhé, dày 1 ly nhé. Còn cái này ấy, dày tới khoảng 4 ly đến 5 ly nhé. Cái ống nhựa chịu nhiệt nha anh em nhé. Bởi vì là không thể nào, khi cho dù nó có đánh lửa thì cũng không thể nào đánh lửa, có thể nóng, có thể đánh lửa làm chảy tan chảy được cái vòng nhựa này nhé, không thể nào được nha anh em nhé. Đấy. Đây là cốt 30 ly. Đây là phần cốt 30 ly. 30 ly này nói chung là chịu được, có thể gọi là chịu với cái lực đứng, không phải lực bẻ cong nhé, lực đứng có thể chịu đựng được, nó có thể là chống được hơn 1 tấn. Với là cái bộ này ấy, thì nói chung là riêng cái bộ tua bin này ấy, nặng như này khoảng tầm vào tầm rơi vào 40 mấy ký, 40 mấy kg, 40 mấy kg, thì nói chung cũng chưa thể là hề hấn, chưa hề hấn gì được cái cốt 30 mm với cái là chịu lực thẳng đứng như thế này. Nếu mà chịu lực 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 ngang, lực bẻ cong ấy, thì có thể là nó có thể bẻ cong được, nhưng mà với cái lực thẳng đứng thì không thể nào nó bẻ cong được cái cốt 30 mm này. Đấy, nó là như vậy. Còn phần đây là phần đĩa. Đĩa này là để lắp cánh. Đĩa này á
là để lắp bánh quạt, hai nó đóng vai trò là một bánh đà. Đấy, đây là đĩa này, lắp như là nó đóng vai trò một bánh đà để mà tạo đà. Tạo đà khi mà nó quay nó tạo một cái đà để mà nó quay tạo tạo cái chớn. Đó. Đây khi thiết kế như thế này thì hoàn toàn ốc em hàn hết bên trong. Đây hàn hết bên bên trong như thế này, chúng ta chỉ siết bên ngoài thôi. Ở đây cũng vậy, ở đây sở dĩ là ở đây là không phải là tataro vào trong cái miếng sắt tam giác này đâu nhanh em nhé. Ở bên trong là con ốc tán để mà em hàn vào bên trong nhé. Đấy làm rất kỹ lưỡng, hàn rất là chắc chắn, hàn bên trong chứ không hàn bên ngoài nhé. Đấy hàn hàn bên trong thì hàn bên ngoài thì là chúng đưa cái nắp này vào, đưa nắp này vào nó sẽ bị cấn này. Đấy chỉ có hàn bên trong thôi. Đấy bởi vậy hàn rất chắc chắn. Đây là toàn bộ kết cấu của một bộ tua bin gió có hộp số với tỷ lệ nhông là 1 trên 2,8, 1,3 hay là 1,4 gì đấy là tùy tùy theo mình lựa chọn. Còn cái phần mà gọi là để mà chế tác là căn chỉnh ở trong này á, khoét cái lỗ này á thì chúng ta nên phải là tùy từng loại động cơ nhé, tùy từng loại động cơ để mà phù hợp để mà làm sao mình thiết kế sao cho nó phù hợp, mình khoét lỗ sao cho nó phù hợp nhé. Từng loại động cơ nó khác nhau nhưng không phải cái nào cũng giống nhau nhanh em nhé. Đấy còn mấy con ốc này á, thì là mình có sử dụng cái bạc đạn ổ bi nhào gọi là bốn tay, mình có thể cắt đi một tay, sử dụng được hai cái tay này á, thì là nó sẽ dính vào động cơ này là không được, chúng ta vẫn còn được sử dụng được hai tay. Hai tay đấy, chứ sở dĩ chúng ta hàn kiểu như thế này, hàn từ con ốc này lại với nhau á, là chúng ta siết ở từ ngoài vào á, là nó không bị xoay con ốc. Không bị xoay con ốc thì là chúng ta sẽ vặn không cần phải là cần một cái cờ lê trong này nữa. Với hai nữa trong này chúng ta cũng không thể nào đưa cờ lê trong này là chúng ta để căn giữ chúng nó được. Vậy chúng ta phải hàn một cái miếng sắt la, hàn con ốc giữa con ốc này với con ốc này lại lại với nhau thì nó sẽ cản, nó không cho cái con ốc này nó quay thì ta siết ở ngoài thì nó sẽ tốt hơn. Đấy đây là hoàn toàn là mỗi một cái chi tiết và thiết kế cái hộp số này em đều tính toán rất kỹ càng, rất kỹ lưỡng từ việc tháo lắp, thay thế, sửa chữa. Đấy sở dĩ em không làm hộp nhớt tại vì làm hộp nhớt nó phức tạp hơn này, nó rất phức tạp, nó cần cần có phốt phiếc này kia là nó phải kín. Bởi vậy là không thể em không không chế kiểu đấy, làm kiểu đấy nó lâu công, làm kiểu này mình tra mỡ bò đấy, mình tra mỡ bò là cũng rất là vô tư, là không sao hết. Đấy còn chỗ bơm mỡ bò á, thì em chưa có thiết kế tại vì em sẽ khoan một cái lỗ vào đây, khoan một lỗ vào trên này để mà khi mà mình có thể tra mỡ bò vào, bơm mỡ bò vào xong rồi mình xoay xoay lại để cho cái bánh bánh răng nó cán cái mỡ bò là nói chung là cũng được. Nói chung mà đã ấy vào đã tra một một lần mỡ bò thì nói chung là được khá lâu tại vì ở trong này nó có bảo vệ hoàn toàn hết, không có nước mưa không thể vào trong này được. Vào trong này cho dù nó vào cũng không đáng kể. Đấy đâm ra là mỡ bò nó cũng không thể là bị ấy được. Đây đây là toàn bộ những thiết kế của em đây. Đây các bác tham khảo nhé. Đấy.